Đây, okay, chào anh em nha. Anh em đó là kênh của em nữa ha. Đó, hôm nay em có thể em bán cho anh em sử dụng nữa anh em ơi. Hôm nay cũng toàn đồ nghề không anh em ơi. Nay đồ nghề không à? Mấy ngày đồ nghề về hay nhiều á. Nay có đồ nghề. Hôm nay đồ nghề nữa. Đó, thấy không? Nay có ít lưỡi móc nữa anh em. Đó. Nay có ít lưỡi móc đó ha anh em. Nó và kéo cắt tròn cũng có nữa ha. Đó, cắt tròn như hôm nay có được cái máy pin lỗi với hai cục pin nha anh em hả, lỗi hai cục pin cũng lỗi luôn nhưng mà còn ngon em ơi. Đó, đây cũng có được mấy cái bào nữa ha. Rồi thì phương thức thanh toán bên em thì chỉ COD anh em kiểm tra hàng ok thanh toán thôi, chứ không chứ anh em khỏi cần chuyển khoản cọc gì nha anh em. Ừ. Thì cũng như thường ngày đi, giờ em vô chi tiết từng món đồ cho anh em nha anh em. Alo, nên em thích món nào cứ alo em trực tiếp ha, khỏi nhắn tin khỏi comment gì lâu, anh em cứ alo trực tiếp cho lẹ vậy nha anh em. Rồi rồi rồi, giờ mình vô những món hàng ha. Rồi rồi anh em, số 1 nha. Số 1 thì là một pin nha anh em. Ừ. Pin Hitachi, cái pin này á, thì nó như nó hư anh em ơi, chắc nó hư một hai cell gì anh em. Tại vì em sạc thì nó đầy, nó sạc bằng cục sạc pin thì nó nhận sạc nó báo đầy, có thể nó hư một xeo nè. Hư cặp này, cái này có dấu nước vô nè, nó có dấu nước ở vô giờ này nè, có hư một cặp này ha, cái này còn đẹp, có hư cặp này nè. Có hư cặp này mà thầy chắc chắn sẽ được rồi, tại vì em nhấn vô nó còn nhận sạc kia, nó sạc một hồi nó báo đầy liền, sạc hồi đó đầy thôi. Thì đó là nó còn có được cái 9 con máy à. Chín con máy anh em không, 9 con rưỡi à. Thì cái này chắc chắn là chết cặp này rồi, chết đầu xe rồi. Thì cắm vô vẫn còn nhận sạc thì chắc chắn thì cái cục pin thì nó mạch còn xài được rồi. Rồi ha, cái này thì ốc ác đầy đủ luôn nha anh em, không có thiếu ngóc nào hết trơn ha. Này thì bên này thì em bán ha 230.000 nha anh em. Vỏ còn khá đẹp đó nè, thấy không? Vỏ đẹp ha, mặt còn sẽ được luôn á. Nè. Em cắm vô máy cho anh em, vậy chứ 9 con máy vẫn còn chạy. Nó chạy luôn. Cho 9 con máy chạy không nổi. Con máy à, chạy không nổi. Rồi. Rồi anh em, rồi số 1 nha. Số 1 230 bao ship. Thì bên em báo giá là bao ship rồi nha anh em. Bao ship cái này đều đủ ốc, tại em không dặn ra sẵn đừng cho lẹ cho anh em ha. Rồi. Rồi tiếp tục số 2. Số 2 cũng như vậy luôn anh em. 230.000. Để em đo thử còn nhiêu con này, em gỡ ra, anh em gỡ sẵn hết rồi, dễ xem. Này cùng này còn được 11 con máy này nè. 11 con 7, 11 con 8 anh em. Thì cắm vô sạc pin thì nó sạc được chút xíu là nó báo đầy không à, chứ không báo lỗi. Nếu mà nó báo lỗi là hư mạch rồi ha. Nè. Cái xe này thì nó bị vô nước nữa đây nè. Vô nước phía này ha anh em. Vô nước phía này. Nhưng mà nhìn xe thì còn đẹp lắm. Vô nước thôi. Mặt này cũng còn đẹp hơn nữa không? Nhìn thấy cái cọ chuồng cái mới chát rồi nè, không có cọ đây, không có cọ đây cho ha. Ừ. Xe thì còn nên thấy không, mấy xe nào cũng đẹp, có nước nó vô hơi xét cái này thôi, gửi cho đó thôi. Rồi cái này thì anh em mua về thì mình thay coi thử chết cặp nào thay cặp đó, bên hết chạy luôn, còn có mười mấy con mà nào chạy nổi cái máy. Cục này điện cao hơn cục thẳng cục nãy 11.8 à. Rồi. Thì mấy cục này lúc vẫn nhận sạc nhưng mà báo đầy không anh em ơi, báo đầy, nó sạc hồi nó báo đầy, nó báo đầy thì đo thì chưa được nhiêu đó thôi đó. Rồi số 2 em cũng bán 230 luôn nha anh em. Vỏ này thì nó hơi bị chạy chút xíu nhưng mà không sao, nó cũng còn mới. Rồi
Rồi tiếp tục tới này là cái con máy nha anh em. Con này còn Hitachi ha, nó đầy đủ đồ luôn. Tại này em tháo ra thôi. Em lấy đợi lấy pin em thử. Tại em tháo ra thôi. Nó bị còn không được tóc á. Em tháo nghiên cứu luôn, tháo vệ sinh thử vệ sinh mà vệ sinh không được. Nếu cổ con cũng vậy luôn. À, đèn đuốc báo pin vẫn còn nè. Pin hết pin rồi bán luôn. À, cái này thì nó giúp chặn đây coi. Cái cò đó thì em có xịt G7 vô rồi mà không hết nữa rồi. Tháo nghiên cứu rồi, nghiên cứu không được nữa rồi. Khó quá. Quá khó. Nó còn con ốc nữa. Đó. Em thấy cái máy không mới chát không? Cái cò thì em có em lấy cái vít đó nhỏ em dở lên cho hở em xịt G7 vô mà xịt vô cũng không hết đây nè mày. Làm những cái dơ quá thì dơ chẳng xịt nóng hết. Nó máy còn khá mới nè nè. Ruột gan rồi còn mới chát đúng không? Rồi búa cũng mới nè. Có mỗi cái là cái cò này không được tóc được không mới đau. Nhưng mà thắng bọng còn ok nha anh em. Này thì anh em nào biết tháo ra được sửa thì chắc có thể điều tóc được á. Lúc đầu em xịt G7 vô nó vẫn còn xịt vô cái thì rồi điều tóc được, nhưng mà điều tóc hồi sau nó hết luôn, nó mất luôn, rồi xong luôn khó tay. Thì em có lấy cái vít em nhích cái đó lên em xịt G7 vô nha nè. Có làm thì nó có làm chứ nó có làm không có làm không gì anh em thấy xịt lè trong này. Thì em giữ cái xịt G7 thôi nha anh em, chỉ xịt G7 vô thôi nha, chứ không có khựa lên được, không khựa luôn. Chỉ lấy vít khựa nhẹ đó, cho hở nhẹ lên nó xịt G7 vô. Chứ nó dơ cái mình xịt vô cho nó sạch cho được rồi. Ai nhẹ xịt vô cũng được cái một thôi, hết được luôn. Bỏ tài không dám tháo, tháo ra bành luôn à. À cái máy còn đầy đủ đồ luôn á. À. Máy này chung nó cũng còn đẹp nè anh em. Thấy không? Hình như hầu như thun bọng đồ còn đầy đủ luôn nha anh em. À. Làm cho em đu luôn đèn nè, đảo chiều nè, còn chạy em gu luôn mà không có điều tóc thiệt chứ, uổng thiệt. Rồi cái máy này em bán 450 nha anh em. Bán 450.000 nha anh em. Dạ ốc luôn, bỏ nó quần ốc nữa. Rồi. Số 3. Số 3 450.000 nha anh em. Đó, thì hình ha. Con này nó có máy rồi nè. 14DS. Là 450, còn khá đẹp á nhưng chưa vệ sinh. Rồi rồi tiếp tục lên mấy bộ kéo này đi. Đó, có pin cũng như đó anh em ơi. Đó. Rồi tiếp tục anh em ơi, đây em cũng có mấy bộ kéo giống như clip trước anh em, thì cũng 6 cây. Nói chung là mấy cây này gì nó cũ mà em gì cắt chơi chơi cắt giấy hoặc là nói chung làm kia cũng được ok nha anh em. Này để cắt ngẫu nhiên thử cái kéo này thấy không, sao này thấy không,
chung là cây nào cũng còn sử dụng ok nha anh em. Bây giờ nè mình giấy đâu chơi cũng được. Rồi một bộ này là nó sẽ coi 36 cây nha anh em, 6 cây ha, 6 cây bán 80.000 y như kia luôn, 80.000 ha. Số 4 80. Rồi tiếp tục cái này số 5. Số 5 cũng y vậy luôn, cũng 6 cái kéo luôn. Đó, 6 kéo y nhẹ nè, thấy không nè, 6 cái kéo gì luôn ha. Cũng y như lúc trước em bán vậy thôi, nó cũng chạng chạng vậy đó. Rồi cũng 80.000 luôn, số 5 80.000 thôi. Kéo thì nói chung thì còn ok nè anh em ha. Đó, còn thì được. Rồi, số 5 80.000 luôn ha. Rồi. Tới số 6 cũng 80.000 luôn. 6 80.000 luôn. Thì cũng mấy cái kéo này nè. Cũng 6 cái kéo vậy luôn ha, 80.000. Số 6 80.000 luôn ha. Rồi. Đây kéo bắt toàn chứ đi. Rồi. Rồi. Thì kéo nó xong rồi thì mình tới kéo con cho anh em. Đây mình có mấy cái kéo bắt con, mấy cái thước kéo này. Kéo này dài lắm nha nè, bọn này dài nè, kéo dài nhất nó tới 3 tấc 3, với hai cái kéo kia 2 tấc 2, 3 tấc 3 với 2 tấc 2 nha anh em. Rồi thì mấy cái kéo này thì nó còn ok nha anh em, to mất tiêu cả. Nè. Cái kéo này kéo cắt sóng nha nè. Còn còn sóng nó có cái đâm thứ như này đừng cho nó chạy. Nè, nó không? Cắt ngoài đầu còn được nữa ha. Cắt mỏng quanh có được. Cắt hồi hết miếng tôn luôn. Mấy kéo này thì ok rồi nè, nè coi nè. Ok nè anh em. Rồi một bộ này em bán 200 nha anh em, 200 cao xếp ha. Lấy số mấy quên mất tiêu rồi, số 6 số 7. Bộ số 7 nha anh em, số 7 mình giấu đây, số 7, số 7 luôn. Khỏi lộn thì mấy kéo này kéo nào nó cũng có logo nha anh em. Nào đây có chữ tiếng Nhật luôn nè ha, đây có tiếng Nhật đây luôn nè ha, có logo gì đây nè. Rồi số 7 200. Tới số 8, 8 cũng kéo nữa anh em, cũng bài kéo ha, bài kéo. Kéo này thì cũng khoảng 3 tấc à. Kéo này 3 tấc. Kéo này thì ok rồi. Kéo sóng nè. Kéo này cắt sóng nè. Nói chung là mấy kéo này. Kéo này nó hơi mẻ cái mỏ này chút xíu nha em. Anh thấy không? Hơi mẻ mỏ này chút xíu. Nhưng mà vẫn còn xài ok nha em. Mẹ mỏi xíu. Rồi mẹ mỏi xíu nhưng còn cắt được hai anh em. Ok ha. Cái kéo nhỏ này khỏi chê rồi, kéo nhỏ này quá ngon luôn. Cắt con đi ngót rồi. Rồi số 8, 200 luôn. Thôi, rồi số 8. Số 8 200 luôn nha anh em. Thì cái kéo nào nó cũng có đóng logo ha, hình này hình bông mai. Có tiếng tàu luôn. Còn này nó có chữ tàu nè. Mà nó xét có lưỡi ba gà luôn rồi. Nên ở đây có nè. Rồi bên đây nè anh em, nó có cái logo gì nè. Không thấy rõ thì nó xét cái mũ lìa ra. Rồi số 8 200 luôn ha anh em. Rồi tới số 9.
chín cũng nó lên em ơi, hôm nay được 4 bộ rồi đó. Thì cái này có cái kéo này kéo cắt cong thôi ta, nó hơi bị nghiêng này nữa ha, hơi nghiêng. Cái này cũng ok nè. Cái này gặp sóng, cắt sóng thì lúc nào nó cũng cái này nó đồ nhỏ mình bóp nó xuống nè nè, chứ nó còn khá ok nè. Mấy ngó luôn ha, nó kéo này hơi nặng nặng, sức cơ bẫy vô cho nhẹ. Rồi đi, này thì để rồi lát nữa em sức cơ bẫy cho anh em. Cậy bu đi rồi chú dầu vậy cho. Rồi số này số 9 nha nè, bộ số 9 cũng 200 luôn nha. Rồi rồi tiếp tục bộ nữa cũng nó luôn. Còn này có cái kéo cũng cắt sóng luôn nè, cắt sóng chung là cái nào thì cũng còn cắt ngót ngót anh em ơi, thấy không? Rồi nè, này cái con này đóng 2-3 chữ nhật, 2-3 chữ tạo luôn, đây cũng có nữa nè, đây cũng có nữa không, hầu như mấy cái kéo con này cái nào cũng có nữa. Số 10 cũng 200 luôn nha anh em, số 10 200 luôn ha. Dạ 200 ngàn luôn, 3 cây 200. Trời ơi, số 10 đây nó rộng. Rồi rồi tiếp tục, bây giờ tới cái này cho hết rồi, này có mình đó. Rồi này em có 3 cái cảo nha em, một cái là chữ C nha em, này cảo chữ C ha. Đó. Cái này thì dặn hết lóc thì được như vậy. Hết lóc của nó thì được 8 phân nha nè. Cái này nè, cái này dặn hết lóc 8 phân nè. Còn cái này hơi cũ cũ nhưng mà ngon nha nè. Hơi cũ cũ ngon. Cái này thì mình kéo ra hay gì á. Kéo ra, kéo ra cho mình xiết cái này vô. Tới cày tới đâu cái mình kéo ra, cả này cũng như cảo gì đây. Này kéo xuống hết lóc rồi. Đó, xiết vô lại cứ ngắt. Nè mấy cốp này còn ngon lành luôn ha anh em. Cái này là gì? Somat. Hiệu Somat nha anh em. Thương hiệu của Nhật á, cái gì? Nè, Somat. Đó, rồi. Cũng thương hiệu nha anh em, này cũng thương hiệu á. Rồi cái cây này cũng cây cũng nói nè nè, nhưng mà cây này kéo xuống vậy cái xiết lại đó, cái cây này mở hết lóc ra để coi được như này. Để quên đó cây kia, cây xô mát nó ra nhiều, bên đó cây xô mát, cái cây này ra được một tấc ha. Rồi cây xô mát ra được nhiều. Cái này hơi cũ nhưng mà ok, thấy được không lành. Cái này ra tới 1 tấc 65 nha nè, 1 tấc 65 á. Rồi rồi 3 cây là 200 ngàn nha anh em, 3 cây cảo gì là 200 ngàn ha anh em. Bào ship số này số 11, 200 ngàn bao ship 3 cây cảo nha anh em. Đó, giá bên em thông báo là đã bao ship luôn rồi nha anh em. Đó. Rồi giờ tiếp tục tới mấy cái búa, chưa chạy búa bự này trước đây. Đây có cái búa nha anh em, cái búa này nó có cái logo bên đầu kia, cái búa nặng tới 4,5 kg nha anh em nè, 4,5 nè, thấy không, đây nó có logo đây nè, nhưng mà không có biết nó xét à, xét em mua lia ra nè anh em, thấy mấy cái đầu này thì ok ha, đầu thì còn đẹp, đầu còn đẹp ha, chui tà tại này có thể nó bỏ lâu quá nó xét anh em, mua lia rồi
mới thấy được cái nó sẽ gớm lắm. Rồi con này cục này em bán 250 nha anh em, 250.000 nha, bó 4 kg mấy, 4,5 kg luôn nha anh em, 250.000. Số 12 nha anh em, số 12 250 ha, nguyên cục búa nè, 4,5 kg ha, 4,5 kg, rồi 250.000. Rồi rồi tiếp tục luôn cái búa, tiếp tục đây có bộ búa này, búa này em bán chung với một cái đục, một cái cây nhũ đinh luôn, ba món gì này ha, ba món gì này nè. Cây nhũ đinh thì còn nói chung thì cũng còn ok để nhìn nhổ đinh nhỏ nhỏ được nha anh em đó nè. Này nó hiểu gì nè anh em, nó cũng cái nào nó cũng có tiếng Nhật cái chân nha anh em, tạo cho nha anh em. Rồi cái búa, cái búa này thì nó đầu nhọn, đầu này hơi tà tà giống như người sẽ được chứ đục đó, thì cái đục thì dài ba cái sao em, dài ba cái nhổ đinh nó dài ba tấc, đục thì dài nó có, dài nó có tấc 6 à đó, búa thì cũng ba tấc luôn. Rồi bộ này em bán 120.000 ha, combo này 120 ha anh em, thì anh em cũng thông cảm ha, không em bán lẻ món thì nói chung là nếu mà bán lẻ món em bao ship nữa thì nó khác, nó hơi giá hơi chạy hơi cao. Ví dụ em bán vậy thì nếu mà anh em mua cây này em ví dụ em bán rẻ lại thì anh em tốn tiền ship cũng vô đó, thà bán nguyên combo gì ha, con này có kia đó, em bao ship cho anh em nó dễ, thì ba món này ship cũng mấy chục ngàn đâu hết đâu. Rồi 120 nha anh em, số 13, số 13 nha anh em, 120.000 ha, còn này 120.000. Rồi tiếp tục này tới số 14, số 14, số 14 này cũng 120 luôn nha anh em, tại nãy ghi lộn, 130, này 120 luôn ha. Đó thì một cái cây nhổ đinh thì có hiệu gì không biết, mấy cái miệng thì còn ok nha anh em, mình sử dụng được, có miệng này hơi mẻ cái đầu ngoài nhưng mà ở trong sẽ được. Cái búa đồ bi, búa đồ bi này thì cũng còn ok, sử dụng được, cái đục luôn nó cũng bằng chạy với cây nãy nha anh em. Rồi số 14 120 luôn, số 14 120 luôn ha. Rồi số 14 120 luôn. Rồi tiếp tục số 15, rồi số 15 thì cũng một cái búa này có nhổ đinh luôn, đích tròn luôn ha. Đó miệng mòn thì còn sử dụng được, cây này ba tấc luôn này, có đóng tiếng Nhật luôn ha, miệng này thì nói chung còn được nha anh em thấy không, còn ok, cái này cũng vậy luôn đó, còn ok. Cái đục, đục thì khó chơi rồi, đục bê tông mà đâu có. Rồi số 15 ha, cũng trăm này, ủa số mấy à, số 14 15, con này 601. Cái này 120 anh em ơi, em ghi lộn nha anh em, nên thông cảm ha, búa với đồ, búa với này là em bán đồng giá hết ha, 120.000 nha anh em, ghi lộn giá. Rồi 120 ha. Rồi rồi tiếp tục cũng nó luôn, cái đục này hơi dài hơn nha anh em, búa này ngon hơn nè, búa này nó có đóng chữ nhưng mà nó bị gãy cán anh em, thì anh em sẽ thay cán em ha, cán nó bị tét này, còn đóng được như cán nó tét này. Mấy đầu nhổ đinh thì ok nha anh em, mấy đầu đinh thì nhổ đinh thì ok, còn chơi này búa đục này đục dò đầu nhọn. Rồi cái này khoảng 3 tấc nữa, số 16 cũng 120 luôn nha anh em, thì cái này thì sử dụng ok. Rồi số 16 120 luôn. Rồi tới này số 17 nha này, số 17 nha, số 17 thì cái đục này hiệu Yamaguchi 2 tấc 8, cái này sao em chứ không sao em, thì miệng mòn cũng còn ok ha. Đó ok, đục đục này cũng ok luôn.
dài. Búa, búa này cũng còn đẹp nha anh em. Đầu dẹp với đầu tròn. Rồi rồi combo này số 17 cũng 120 luôn nha anh em, 120.000 luôn ha. Rồi 17 rồi, tiếp tục đây mấy cái kéo nữa, ba kéo này nè. Kéo này thì cho anh em sử dụng được chơi được, kéo này đúng cách giải nhưng mà tại vì không biết mài với nó cũ anh em, vậy anh em biết mà anh em mài lại sử dụng ha. Cây này cái miệng mầm chưa mẻ, còn cây bị mẻ chút anh em, cây này bị mẻ rồi, cây này bị mẻ rồi nè, gãy đầu rồi đó. Còn cây này thì ở bỏ nó chế luôn anh em ơi, nè nó chế luôn, kéo dài mà chế thành kéo vắn luôn nè. Thì nói chung là cái ba cái gì em bán 80.000 nè, mấy cái này nó có logo gì có tiếng Nhật hết. Rồi cái số 3 cái món này 80.000, số 18 nha anh em, số 18 nha. Rồi ba cây này 80.000, số 18. Rồi tiếp tục đây cũng vậy luôn, cái này có hai bộ anh em, bộ này ngon hơn đó anh em ơi. Rồi thì kéo này chắc cũng được ok ha. Rồi chơi cái kéo bự. Rồi mấy cây này thì có cây này gãy mỏ anh em, cây này gãy mỏ, cây này thì nó bị không xét nha, nên bóp hết lóc vô nó không xét cái đầu này ha. Đó mấy cây này thì xét, cây bự này cũng như con ốc con này lỏng thì nè, cái ai vô được ha. Rồi con số này số 19 ăn 80.000 anh em, số 19 80.000. Rồi tiếp tục em có cái đồ cái khoan tay anh em, cái khoan này bằng tay ha, khoan tay hay khoan cây anh em, khoan mồi cũng được, ở khoan điện có pin cũng được. Đó. Đồ kẹp cũng ok ha, nó này nhìn nhà đồ kẹp phải đẩy vô tại vì nó xài cái chén anh em, nó xài cái chén hay xịt này nè, dặn đẩy cái chén ra tấp mình nó to nó bóp này lại. Này chắc kẹp cao lắm, không được 6 ly 6 hoặc 8 chưa thử, không có thử nữa. Này còn quay ok nha, hai nhông không chơi nhông dưới luôn đó. Này hai nhông hay nè. Rồi cái con này bán 200 nha anh em, 200.000 ha, cái khoan tay gì ha 200.000. Số này số 20, số 20 200.000 ha. Rồi rồi tiếp tục con tới nguyên cái, nguyên cái đống dích, nguyên đống dích luôn, chỉ có 1 cây ba ke thôi nè anh em, cây dích ba ke đục thôi ha, ba ke đục thôi, còn như toàn dích dẹp không nha anh em, dẹp bự dẹp nhỏ đầy đủ, con cây nhọn luôn đó, dẹp cây dẹp dài nhất thì nó dài lắm tới 3 tấc mốt rồi, cây dài nhất 3 tấc mốt này. Rồi 2 4 6 8 cây 100.000 ha anh em, 8 cây này 100.000 ha. Rồi số này số 21 nha anh em, số 21 ha, 100.000, số 21 100.000. Miệng dích dẹp thì anh em gì xài không được thì anh em mài nhẹ cái, nhưng đa số miệng còn xài được hết nha anh em. Rồi 21 xong, để tiếp tục tới ha, giờ máy vô ha nè. Rồi tiếp tục ha anh em, tới mấy cái cần cưa anh em, cần cưa cho con dòng bè lại cái
chắc tại nó cong lên, nó cong hơi hơi cong lên nha anh em. Chắc tại nó hơi cong lên cắn cây nha anh em. Cái này là cái lưỡi cưa xa cưa cây chứ, này cưa cây quá. Lưỡi cưa cây. Lưỡi cưa cây. Rồi này dài mấy tấc rồi? Này dài 3 tấc. 3 tấc nha anh em. 3 tấc. Rồi. Em bán cái cần cưa này với cái bắn silicon nha anh em. Bán combo thì cho dễ, chi phí thấp ha. Anh em nào có trăm mấy nghìn mua gì chứ vậy. À, còn ok. Cái của thằng này thì anh em bắn thì ngon lành rồi. Nó không có sợ gãy giống như hàng mới mình mua lại cái rẻ 20 ngàn nó cũng gãy anh em. Bắn nó gãy cho anh còn này không? Nó có cây để sơm lỗ luôn nè. Sơm cái lỗ chạy silicon đó. Rồi. Cơ một cặp như vậy là em bán 140 nha anh em, 140 ngàn ha. Cái này số 22. 22 140 ngàn nha anh em. Đó. Cần cưa cây thì ok. Rồi. 22 140 ngàn. Rồi tiếp tục cũng như vậy luôn. Cũng là một cái cần cưa cây nữa. Cần cưa cây ha anh em. Lưỡi cưa thì cũng còn xài được đó nha anh em. Với một cây bắn silicon nữa ha. Kéo ra kéo vô ok. Rồi. Ngon lành. Bắn silicon này phải chơi rồi. Rồi ha anh em, đó, có một cặp này em bán cũng 140 nữa nha. Số 23. 23 140 ngàn ha. Cái cưa thì bằng y chang với cưa nãy luôn. Cũng cắn cây luôn nha anh em. Đó. Rồi. Y chang luôn, y chang cặp nãy thôi, y chang cặp 22 thôi, khác gì hết. Rồi 140 ngàn. Rồi. Với một cặp này nữa em. Cặp này một cái búa nha. Không có cưa nữa, cái búa. Búa tròn, hai đầu tròn ha. Rồi. Thì mấy cái này thì ok rồi. Khỏi test công lâu. Rồi bộ này ha, bộ chung với búa này không thấy cưa lấy búa thì 130 ngàn. Số này số 24. Số 24 nha anh em. Đó, 130 ngàn. Rồi bộ này cũng vậy luôn. Cái bộ này cũng có búa tròn. Búa tròn này thì nó có đóng tiếng Nhật gì nè anh em. Rồi cây silicon này khỏi thử luôn. Ok khỏi thử. Này nó cũng có hiệu nè, mà hiệu này không biết hiệu gì. Con tơ gì không biết luôn. Rồi. Rồi. Bộ này cũng 130 luôn nha anh em. Số 25. Nhìn vô lại đi ha. Cái này thì bao nào còn sử dụng hết. Còn ok. Bố cũng vậy luôn. Bố thì kén nó không được đẹp cho anh em làm kén lại cũng được. Không để gì xài luôn cũng được. Rồi. 25. 130. Rồi tiếp tục em có mấy cái bào nha anh em. Mấy bào này đẹp ha. Mấy bào này còn ok luôn, đẹp. Cái bự cái nhỏ nè anh em. Thử này thì còn dày khục khúc lên tới trên luôn phải không? Đó. Rồi một cặp vậy là 150 ngàn nha anh em. Một cặp bào vậy là 150 ngàn ha. Rồi. Số này số 26. 150 ngàn ha. Một cặp vậy á, 150 ngàn. Cặp này bự lắm, nên lấy số kéo cho anh em xem ha. 8 phần. Cái nhỏ 7 phần. Cái 8 cái 7 nha anh em. Nó dài thì 2 tấc 7. Rồi. Cái 2 tấc 7, cái 2 tấc 6. Rồi, ha. Rồi cặp số 26 150 ngàn. Rồi. Rồi tiếp tục cặp này cũng y dữ luôn. Cặp này nhưng nó cỡ gì thôi. 7 phần. Ô hai cái này cỡ anh em ơi. Đó. Chung là mấy cái này lưỡi nào nó cũng đóng tiếng Nhật hết trơn nha anh em nè. Đóng tiếng Nhật có logo hết trơn ha. Đó, đây cũng có nè, có cái logo bành trướng luôn. Rồi, cây này cũng đã nữa. Rồi,
Rồi. Cặp này em cũng bán 150 luôn nha anh em. Cặp này cũng 150 ngàn luôn ha. Số 27. 27 150 ha. Rồi. Hiệu này giống với hiệu trên cái lưỡi luôn. Rồi. Rồi, giờ tiếp tục tới này, đồ làm gỗ là hết đồ làm gỗ luôn đi. Này em có một cái lưỡi, có mấy cái lưỡi ha. Cái lưỡi này là lưỡi móc rãnh đó nè. Nó tròn tròn luôn em ơi, chứ nó không có ấy ha. Lưỡi này thì để coi đây nghe, đây là một tấc mốt để năm, là bắt buộc là nó sẽ móc ra tấc mốt để năm. Thì chuyên tấc 2 đó. Rồi nó dày, để coi nó dày được 2 phân nha anh em, nó dày 2 phân ha. Nhưng mà nó tròn tròn nha anh em, chứ không phải nó vuông nha, nó tròn phải không? Anh em thấy nó tròn không? Me này thì còn ok luôn nè. Cái này mấy cái lưỡi này như nó chưa xài á, rồi em để nó xét á nè. Cái bulia thấy giống như chưa xài luôn. Đó. Cái lỗ đi, coi lỗ này lỗ mấy đây. Cái lỗ này lỗ 15 nha anh em. Lỗ 15 ha. Cái lỗ cốt 15. Như vậy. Vậy 2 phần 1 luôn. Rồi. Lưỡi này em bán 80.000 nha anh em, số 28. 80.000 bao xếp, một cái lưỡi dày 80.000 nha anh em. Rồi. Đây này. Rồi tiếp tục đây cũng tới một cái lưỡi giống vậy luôn, nhưng mà lưỡi này kiểu ngộ lắm anh em ơi. Hai cái này hai cái móc phải không? Còn hai này nó bào sao vậy? Cũng như cái này ngang nè, cái này nằm nè. Cái này nằm xuống, này nằm trên, này nằm dưới, này nằm trên. Và hai này ngang, đó. Cái này hiệu SKH. Nói như mấy cái móc lưỡi cái nào cũng hiệu này cho anh em. Cũng để SKH. Này bự ha, cái bự hơn đó này tới tấc 2, xém tấc 2 chút xíu tấc 2 nha nè. Đó. Nó dày thì còn nó dày nhiều. Dày 3 phân. Dày 3 phân nha anh em, đó. Còn hai lưỡi này chắc nó bào dưới, bào mặt dưới. Rồi. Nha anh em, cái lỗ này thì nó cũng cỡ cái lỗ luôn chứ gì. Ừ, 15 luôn nha anh em ơi. Rồi. Cái này cũng bán 80.000 luôn. Nhà 80.000 ha. Là số 29. 80.000 cái lưỡi móc vậy ha. Đó, mấy nằm gỗ chắc hết. Nó nằm gỗ gì sử dụng được. Rồi, cái lưỡi này thì nó cũng giống giống như lưỡi mới vừa bán số 29, nhưng mà nó nhỏ hơn anh em ơi. Nó nhỏ hơn. Nhỏ là me này thấp hơn, me này cũng 2 phần 1. Nó rộng thì nó rộng 1 tấc 109. Rồi. Cũng SKH luôn nè. Lỗ cũng 15 luôn em ơi. Thì mấy cái me nó không còn ok, nhưng mà anh em phải mài nha. Tại vì em không biết mài sao mài nó hư luôn. Mè còn nhiều lắm. Rồi. Số này số 30. Số 30. 80.000 luôn. Rồi. Tiếp tục tới liền cái lưỡi luôn. Lưỡi này mỏng lát luôn nè. Cũng SKH luôn. Cũng nhiều SKH luôn. Lưỡi này mỏng hơn lưỡi đó nha anh em. Lưỡi này chỉ có 9 ly thôi. Không được 1 phân nữa. Lưỡi này một tấc lẻ 4 cộng 1 tấc lẻ 4. Rồi, me nó còn nhiều lắm nha anh em nè ha, me nó còn nhiều lắm. Vì anh em mài lại nhẹ ra xài được, mài thì dễ mà, đưa vô máy mài thôi. Lỗ chắc chắn cũng 15 rồi, ít cái hát luôn nè. Rồi, cái này số 31 cũng 80.000 luôn. 31 80.000 luôn nha anh em. Rồi. Rồi tiếp tục đem tới cái lưỡi móc rãnh. Này nó móc rãnh hình như ba rãnh anh em. Cái này thì có cái lưỡi bị mẻ chút xíu, nhưng mà về mài không sao. Chỉ có một cái thôi, một cái lưỡi bị mẻ thôi, còn như được mới chát luôn. Này móc rãnh gì mà tới giống như ba cái ngón tay vậy nè, thấy không? Chen ba ngón tay luôn. Đây còn nó dày như này. Ở ngoài nó bầu, nó dày tới 15 nha anh em. Lỗ thì nó 25.
Vậy 15 lỗ 25 ha. Vậy 15 lỗ 25. Từ từ đây quay thấy nhiều. Chỗ này nó khoảng 2 tấc nha nè. Không tới 2 tấc, khoảng 1 tấc 9. Tấc 9 mấy à. Tấc 9 mấy ha nè. Tấc 9 mấy thôi ha. Ở ngoài nó bầu nha nè. Nè anh em thấy không? Đó. Ngoài nó bầu ha, bầu vô, nó có ba con me vậy nè, để nét cái cho em, nó thấy không, nó nói vậy đó, rồi, này số 32, 200 ngàn nè, cái lưỡi em bán 200 ha, bao ship luôn, 200 ngàn, rồi. Rồi tiếp tục tới cái lưỡi này. Cái lưỡi này thì nó dày hơn lưỡi đó nha nè. Cái lưỡi này nó tới để coi đó, mấy con thấy là biết nó dày hơn, cầm lên cũng biết nữa. Nó cũng kiểu giống vậy. Tới 2 phân nha nè. Lỗ thì chắc cũng cỡ đó luôn. Lỗ 25 luôn nè mày. Nó một cỡ đó luôn á, nhưng mà cái nó dày hơn. À này không, nó móc nó rảnh vậy nè, đó. Cái rảnh gọn không? Nó có rảnh có ba con nghe vậy nè, biết đi móc cái gì đó. Rồi cái lưỡi này thì bán 230 nha nè, số 33 ha, 33 bán 230 ngàn ha, 230 ngàn. Này toàn móc cảnh móc chỉ này, móc chỉ nè, chỉ hay là gì ta không biết luôn, nó có cái que ngộ quá. Rồi cái này cũng y chang như cái đó luôn. Đó, y chang luôn em. Cái này thì nó có mẻ một, nó bị mẻ một chút nha, nhưng mà anh em vừa mài được, tại cái me nó cũng dày lắm. Thấy me nó dày không? Vậy nên em mài nhẹ ra được rồi. Chỉ có cái mẻ chút xíu đó thôi, chắc có thể lúc vận chuyển á. Rồi số này số 33 y chang như đó luôn. Số 34 cũng 230 luôn, y chang như lửa đó nha nè. Y luôn không khác, 230. Rồi rồi tiếp tục đây, em có mấy cặp ngõ lết nha nè. Rồi cặp nhỏ, cặp này là cặp 200 mm ha, là dài 2 tấc. Này thì cặp này không biết hiệu gì, này cái để logo giống Hitachi mà không phải đó. Không biết cặp này cặp gì, hiệu gì nè. Cái này thì có cây cái miệng hơi không được đẹp, vẫn còn xét, nhưng miệng này hơi không đẹp hay nào, hơi xấu xuất, nhưng ra vô nhẹ nhàng. Còn cây này thì nó hơi có gỗ đây, nhưng mà nó ra vô nhẹ nhàng sắc lẻo luôn, miệng còn đẹp anh em, nó thấy không. Rồi thì em bán cặp này là 150 ngàn nha anh em, cặp này 150 ha. Rồi số này số 35, 150 ngàn ha, 35 150 ngàn. Rồi tiếp tục cặp này, cặp này nó dài tới 2 tấc rưỡi. Cặp này 36 mắt in da băng này, có mắt in da băng ha, một cây. Cây này cũng có da băng luôn nè, hai cây này đều có da băng nha anh em. Mình còn ok ha, ra vô nhẹ nhàng, còn xét luôn, miệng còn đẹp nha anh em. Cái này em vậy ra vô nhẹ nhàng, miệng cũng còn đẹp luôn, mấy anh em miệng còn đẹp nha anh em. Thấy không, nhẹ nhàng ha. Đó. Rất ít luôn. Rồi, cặp này em bán 180 ngàn nha anh em. 36 180 ngàn, hiệu hit nè. Hit nè. Con này gì? Không biết, nhưng mà có đóng da băng luôn. Chỉ da băng luôn, chung hai cái mối bự, cái nào cũng da băng, cái này 250 mm nha anh em. Rồi 180 ngàn. Rồi, cặp này cũng vậy luôn. Cặp này có đóng da băng luôn, thấy không? Đó, cái này thì cái router này mà hơi cũ nha mày. Nó hơi xét, nhưng mà nó còn đẹp, cái lòng nó còn cứng. Nó xét nhưng còn cứng. Gai vô cũng ngon lành luôn ha, nè. Hơi gơ chút nhưng mà còn xài được. Miệng thì còn sắc lẻo luôn ha. Hai cây bự, mấy cây bự này miệng đẹp ra nè, thấy không? Rồi số 37. 180 ngàn luôn anh em. Rồi
Rồi tiếp tục em có mấy cái chìa khóa dòng nha anh em. Để coi 2 4 6, 6 cái chìa khóa dòng. Lụm đại bán anh em này 14, 17. Con này mấy đây? 5 phần 3 phần 4. 25 32 gì nè, không hiểu. Này không hiểu nè, hiểu hiểu ton nha anh em, có giá băng luôn nè. Cái này chắc cái này thì hệ hệ in nè, em cũng biết hệ gì luôn nữa. Thôi vậy đi, bán thì này 2106 nha anh em. Còn cái này 23 23 với 26. Này 1/8. 1/8 với cái phần nữa chị. 1/8 với 3/6 ha. Này 32 với 26. Rồi. Xong, 6 cây vậy ha. 6 cây 120.000 ha, số này số 38. 38. Rồi. Rồi với một chìa khóa vậy ha. Một chìa khóa này 14 nè. 17 nè. 19 luôn, có 19 luôn. Có 21 luôn. Có 23 luôn. Có 24 luôn, có 30 luôn. Rồi. Này là để coi 2 4 6 7 cây. 7 món nha anh em. Rồi 120.000. 120.000 ha. Số này số số mấy rồi ta? Số 39. Đó, 39 120.000. Rồi. Tiếp tục đem có cái một cái cút kim nè em. À, đầu nhọn, một cái đầu nhọn. Với cái đầu nó bằng. Nó đục đẻo gì vậy. Tổng chiều dài của nó là tới 5 tấc 5 tấc 3 nha anh em, từ đời tới kia 5 tấc 3 ha. Rồi. Cái này là số 40 200. Này bán 200.000 ha, này nặng lắm anh em. Không có cân nữa. Nhưng mà nó bự thôi nè, anh thấy không? Lỗ nó bự đút bốn tay vừa luôn. Nào ha. Rồi, 200 anh em, số 40 200.000. Rồi. Rồi, tiếp tục cũng có mấy cái đồ chuột nha anh em. Nha. Cái đồ chuột đầu tiên là số 41. Nè, hiệu MCC ha anh em, 17 21. Răng cỏ thì còn ok, đẹp đẽ luôn anh em, đó. Y nó ha, lắc rất ít luôn, cũng như mới luôn. Rồi, số 41 em bán 101 ha. Cái này 101 110.000 ha, 21 17 110.000 bao ship. Rồi cái này cũng y vậy luôn, 21 17 luôn. Đó, y luôn nha anh em. Cũng một kiểu luôn, y chang luôn, không khác cái nào, số 42. Rồi 101 luôn ha. Số 42 101 luôn. Rồi. Này 19 21 nha. 19 21 nha anh em. Ừ, MCC ha. Có da bằng. Rồi, 1/2 luôn. Số này 43. 43 120.000 ha. À, miệng thì còn ok. Ừ. Rồi. Rồi tiếp tục cái này số 21 với 26 nha anh em. Ừ, này số 46 gì trước đi em quên. 46. 21 với 26 ha, MCC nữa ha. Thì có hiệu á. Ok ha. Rồi. 21 với 26 ha. Rồi số này 180.000 nha anh em. 180.000 số 46. Rồi. Này cũng 21 26 nữa nha. Cũng hiểu luôn. Y chang luôn. Cũng hiểu luôn nha anh em. Đầu cổ thì khỏi chê đi. Còn ok ha. Rồi 180.000 luôn. Số 47. Rồi cái này cũng 21 26 luôn, cũng hiểu đó luôn, có da băng luôn. Đó.
ngăn cỏ ở trong thì còn ok, hơi cũ thôi nhưng còn sẽ được. Rồi con này số 48, 180.000 luôn, cũng y như kia, 180.000 luôn, số 48. Rồi rồi tiếp tục em có mấy cái bài nha nè, mấy cái bài Nhật ha, một cái nhỏ nè, một cái vừa vừa nè, với một cái góc nha nè, cái này để làm góc ha. Rồi 120.000 bộ nha nè, một đống nha ha, 5 cái 120.000 ha, số này số 49, 49 120.000 ha. Rồi ok, 49 120. Rồi tiếp tục đây cũng có một bộ bài vậy luôn. Bài này thì anh em chế hàng loài Việt Nam cũng được, cắt tỉa nữa. Cái này có một cây nhỏ này nè, đó. Cây nhỏ với mấy cây này cũng vừa vừa ha, hai tấc cái này hai tấc mấy còn tem luôn. Với cũng có một cây gốc. Ừ, cái này gốc nè. Rồi, số này số 50. 120 luôn. Số 50 120 luôn. Này là thông số nữa không? 2 tấc 4. 0.3 ml là dày 3 ly ha. Dày 3 ly. Nó dày 3 ly luôn. Rồi. Còn tem luôn không? Mới chưa xài. Rồi. 120.000 anh em. Số 50 120 luôn. Rồi tiếp tục tới hai kéo nha anh em, thanh lý hai kéo. Kéo này thì miệng còn ok nhưng mà gãy cán rồi nè, cán hư ha, cán này hư. Miệng thì cái lưỡi này gì anh em không mài lại mới xài nhẹ được ha. Đó rồi, với một cái vậy nữa, cái này thì cán nó cũng bị square luôn, cái lưỡi thì nó bị hở vậy nè em. Đó nên gì anh em bẻ lại gò lại đập lại ha. Rồi nó bán cặp vậy ha, thanh lý cặp này luôn 100.000 à, quá rẻ luôn anh em ơi. Giờ anh em chỉnh sửa lại xài được 200.000. Số mấy của anh tiêu rồi, số 50, 51, 51 100.000 ha. Đó hai kéo và thanh lý hai kéo square 100.000, số 51 ha. Rồi xong đây, rồi giờ tiếp tục tới mấy cái đội, để lấy mấy cái đội. Rồi tiếp tục tới mấy cái đội nha nè. Rồi cái đội đầu tiên, cái đội đầu tiên là 600kg ha anh em, đội này 600kg đó, 600kg. Đội này thấp nhất thì cũng có mấy phần thôi chứ gì, 8 phần 9 phần, 9 phần này một tấc, 9 phần mấy ha, chắc cũng tầm 9 phần chưa tới 1 tấc nha nè, thử nó cao được nhiêu ha. Rồi. Nè cao được 3 tấc 4 ha. Rồi được 3 tấc 4, số mấy quên nè, rồi số 52. 52. 52 nha anh em. 52. 3 tấc 4, 220.000 bao ship ha. Đó, cái này còn đẹp nè. Màu đen. Số 52 220.000. Rồi. Xong, còn ra. Rồi tiếp tục cây này nó cũng y như cái đó vậy anh em ơi, nhưng mà cây này mất tiếu tem rồi, mất tiếu tem rồi mà nó cũng y chang cái đó luôn á. Còn mấy tắc thì giống như nó y chang luôn nè, không khác nữa nè, cũng 3 tức 4 mấy luôn này, 3 tức 4 45. Rồi số này số 53 cũng 220.000 luôn, 53 220.000 luôn ha. Còn cũng 600kg luôn nè, đóng chữ này sao 0.6T nè. Là 600kg luôn anh em ơi. Thấy không? Đó. Còn này 600kg luôn á. Chắc luôn. Nó đóng vậy mà không 600kg vô được. Rồi. Y chang con ngải luôn anh em. Rồi. Tiếp tục con này chắc cũng tầm tầm đó 400-500kg, sau khoảng 600kg, tại con này nó thấy nó dày chặt giống như mấy con đó này nè.
con này lên thấp hơn nó anh em ơi. Con này chỉ lên được có 2 tấc 9 thôi, 2 tấc 9 à, con này có 200 thôi. Rồi con này số 54 nha nè, 54 200 ha, 200 ngàn. Con này hình lên 2 tấc 9 nè, con này chắc cũng 400-500 kg anh em, không ít đâu. Tại thấy nó cũng dày chặt đó mà, cũng nặng tầm như cái nãy á, thì cho 400 kg đi, rồi 200 ngàn. Chứ tại vì nó mất tiêu tem mà. Rồi tiếp tục tới cây này ha, cây này mấy trăm ký đây, 400 kg nha nè, 220 ngàn. Số 55 400 kg, 220 ngàn. Cây này chắc cao nó cũng tầm như cái đó nè. Rồi thì thẳng lên luôn, có gì rồi nâng cao như vậy, 3 tấc 3. Rồi cái này 3 tấc 3 nha anh em, 220 ngàn ha. Số 55 220 ngàn. Con này là 400 kg nè, nó 400 kg luôn. Ê xương ngày mai vậy. Rồi 400 kg trong số 55 220 ngàn. Rồi tiếp tục tới cái này 500 kg nè anh em, 500 kg, 250. Số này số 56, số 56 ha. Tại mấy con này nặng hơn cái con đó em ơi, nó nặng hơn thì em bán cao hơn thôi, chứ đôi khi nó ký thấp mà sao nặng hơn cũng có, chả hiểu. Con này cao ha, con này cũng xem xém mấy con đèn nãy chứ không hết đâu, 3 tấc 4 nè, đúng rồi đó. Rồi con này thì nó màu xanh, nó hơi gỡ cái chất nước sơn chứ không có xét nhiều anh em. Rồi số 56 250 ha, này nhẹ nhàng thôi, dẫn tay nhẹ nhàng tại em nhận máy cho lẹ anh em ơi, tay lâu lắm. Rồi cây này 750 kg nha anh em, con này ký nó nặng hơn con kia nó tới 750 rồi nè, đây 750 nè, thấy không, 750 kg. Đem giữ ký mà nó cao hơn cái kia nè em ơi. Tới 3 tấc 9, hơn 3 tấc 9 ha. Rồi. Con này con số 57. 260 ngàn ha, 57 57 260 ha. Rồi không thấy 750 kg. Rồi tiếp tục có 2 cái đội nha anh em, 2 cái đội. Ây dạ, còn hay dơ chưa vệ sinh. Cậu này là 2 tấn nha anh em, đây để 2 tấn ha. Thấp của nó là 1 tấc 4, cao 395 mm ha. Đó. 2 giờ chắc chắn 2 tấn không đường nào phản nha anh em. Đó, cái này nó có được cái cây của nó luôn anh em ơi. Bò được cái cây nguyên theo của nó luôn nè. Đó. Lên ngon lành. Không xi nhớt nha anh em. Không xi nhớt luôn. Dùng lâu quá. Đây, mấy cái đội càng lớn thì bơm nó càng lâu, còn mấy đội càng nhỏ bơm lên lẹ lắm rồi nè, bơm lên ọc ọc luôn. Rồi hết lên rồi thấy đúng không, đúng rồi nè, mà 3 tấc 9 mấy nè, đúng luôn 3 tấc 9 mấy luôn rồi nè. Đó. Rồi con này 2 tấn, con này bán em bán 750 nha anh em, con này bán 750 ha, có cây nhìn theo nó luôn nè, 750 bao xíu luôn nha anh em. Đó
xả xuống cái ốc luôn, có cây luôn ha, cây đúng của nó luôn, mà nó là hai con này, con số 58 750 nha anh em, con này bán 750 ha. Rồi tiếp tục, cái con này cũng y như con đó luôn, nhưng mà cái tem này mất tiêu anh em rồi, lâu nó tiêu tem mà, nhưng mà hai cái đi chen anh em, không khác miếng nào chứ, ký nó cũng bằng nhau luôn, ký nó cũng bằng nhau luôn nha anh em. Đó em thấy không, dưới không có miếng nhớt nữa không, còn mới chát luôn. Rồi cho cái cây này thì chắc của nó gì màu đen không phải không? Em thấy nó vừa em chơi lại luôn, lụm đại luôn, thì con này chắc chắn nó bằng với con 2 tấn rồi, không được nào phản á, tại vì nó nhìn nó thấy nó có một cỡ một thọng luôn, y chang luôn, không khác nữa nè. Nó tem mình em mất tiêu, nó có nắp vậy mà mất tem rồi, mà không có mất cùng cái hoài luôn nữa em ơi, mất tiêu hoài sách luôn. Rồi để cái đo thông số lên giống kia kia luôn rồi. Ôi chen luôn em, lúng lên tất chín luôn em ơi, 3 tất 9 luôn em ơi. Đó rồi thì con này còn ok luôn ha, nhưng mà con này em bán rẻ hơn kia 50.000 nha anh em, tại vì cũng như nó mất tem á, mất tem không có quay, bán rẻ hơn 50.000 nha. Đó, nó cũng có cây theo vậy luôn nè, cây thấy không. Rồi con này số 59 700 bao ship, con này chưa chùi vệ sinh này hơn vừa hay thôi, mới chát luôn, chùi cả mới chát luôn. Rồi số 59 rồi, cũng là số cuối cùng luôn nha anh em. Đó, hai độ thì y chang luôn ha. Rồi anh em có cần món nào cứ alo em trực tiếp nha anh em, anh em khỏi nhắn tin hỏi comment gì lâu, cứ alo em trực tiếp cho lẹ nha anh em. Rồi cảm ơn anh em cũng ủng hộ trong thời gian qua luôn ha. Rồi anh em nào có món nào cứ alo em ha. Rồi cảm ơn anh em nhiều luôn, anh em thấy hay nhớ cho em xin một like luôn nha anh em. Rồi bé chào tạm biệt anh em luôn.